Sáng nay, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Dương Tấn Hiển tiếp ngài Alok Sharma, Bộ trưởng Chính phủ Anh, Chủ tịch Hội nghị Thượng đỉnh về biến đổi khí hậu COP26, đang có chuyến thăm thành phố Cần Thơ tìm hiểu về tác động của biến đổi khí hậu tại địa phương. Tại buổi tiếp, ông Dương Tấn Hiển thông tin, thành phố Cần Thơ nằm trong vùng hạ lưu sông Mekong. Trong những năm gần đây, ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu, tình trạng nước biển dâng, xâm nhập mặn, tình trạng sạt lở bờ sông cũng thường xảy ra. Thích ứng với biến đổi khí hậu luôn được chính quyền thành phố Cần Thơ xem là một trong những nhiệm vụ rất quan trọng cho hiện tại và lâu dài. Thành phố cũng tranh thủ sự phối hợp, hợp tác, hỗ trợ giúp đỡ của các tổ chức quốc tế trong vấn đề về ứng phó biến đổi khí hậu và môi trường của thành phố. Bộ trưởng Chủ tịch COP26 Alok Sharma chia sẻ, Việt Nam đang trong giai đoạn phát triển nhanh về kinh tế, các lĩnh vực liên quan đến sự nóng lên toàn cầu, dân số sẽ bị tác động bởi biến đổi khí hậu. Ông cũng khẳng định sẵn sàng tích cực hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ triển khai về các chương trình ứng phó biến đổi khí hậu của Cần Thơ và toàn vùng đồng bằng sông Cửu Long.